Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban mới đây đã thông báo phát hiện 3 trung đội binh sĩ Israel đã vượt qua đường biên giới xanh, phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban vào sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương và tiến quân vào một căn cứ của Liên Hợp Quốc tại làng Ramia phía nam biên giới của Liban. UNIFIL nhấn mạnh, động thái này của quân đội Israel đã vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. UNIFIL cho hay mặc dù lực lượng gìn giữ hòa bình đã được điều động tới nơi trú ẩn an toàn, hai xe tăng của quân đội Israel đã phá hủy cổng chính và tiến vào căn cứ trên, đồng thời tắt đèn căn cứ. 2 giờ sau, cơ sở này tiếp tục báo cáo về một vụ bắn đạn khói cách đó gần 100 mét về phía bắc. Khói tràn vào doanh trại và gây ra một số vấn đề về sức khỏe đối với các binh sĩ của Liên Hợp Quốc. Liên quan đến vụ việc này, quân đội Israel xác nhận sự cố và giải thích rằng chúng xảy ra trong quá trình sơ tán các binh lính của Israel bị thương do hứng chịu hỏa lực chống tăng. Những ngày gần đây, có ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bị thương khi lực lượng Israel tấn công Hezbollah ở miền nam Liban. Về phía Tel Aviv thì từng nhiều lần yêu cầu UNIFIL rút quân, song đã bị từ chối.